Quý vị và các bạn, đó là cái cối xay bắp, cối nghiền ngô hiện bên đang bán phân phối trên thị trường hiện nay. Thì đối với dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể là chúng ta vừa xay ngô vỡ được này, chúng ta có thể là xay ngô mịn, đấy, chúng ta xay ngô vỡ cho con chim, con gà ăn rất là ok. Thì đây là dòng sản phẩm A180, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cái chiếc cối này để những bác nào mà có những cái chiếc motor ở nhà, ví dụ như là motor công suất 3 ngựa hay là công suất trên một chút, 3 ngựa là 2,2 kg đấy, thì chúng ta có thể sử dụng tốt đối với sản phẩm này. Thì một bộ sản phẩm thì bên em gửi thì sẽ bao gồm đầy đủ các chi tiết bộ phận như các bác có thể nhìn thấy, bao gồm là một cái cối này, đấy, một cái phễu này, một là các cái chi tiết đi kèm của máy như là bu lông ốc vít này, lưỡi gà này, hay là các cái máng da này, rất đầy đủ. Và chúng ta cũng sẽ được tặng kèm một cặp đá sơ cua. Đấy, cặp đá sơ cua này của nó có đường kính xấp xỉ 18 cm, vì vậy là các bác muốn kiểm tra hàng bên em, các bác cứ đo cái đường kính đá, chúng ta có thể biết được là chính xác cái cối này thuộc loại cối bao nhiêu, A180 có đúng hay là không. Thì đây là một cái chiếc cối ở bên em, thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái chiếc cối này, chúng ta có thể nắm bắt được, chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng. Các bác khi các bác nhận máy nhé, các bác sẽ lắp đầy đủ các chi tiết vào cho em nhé. Đây, ta sẽ lắp cái này vào và chúng ta sẽ đút cái lưỡi gà vào. Đấy. Còn cái máng này của chúng ta thì chúng ta sẽ lắp vào phần dưới để cho ngô nó chảy ra. Bây giờ em sẽ mở ra một cái chiếc cối xem có những cái bộ phận gì. Nó rất đơn giản thôi, các bác nhìn các bác hiểu ngay được, hình dung ra được. Đấy. Cối của chúng ta đó là sẽ gồm hai cái mặt đá này nhé. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy hai mặt đá này, chúng ta sẽ lắp vào hai cái bàn này. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng chiếc máy. Thì khi ngô đổ xuống thì là ngô sẽ rơi vào cái trục xoắn này của chúng ta. Trục xoắn tác dụng là làm vỡ các cái hạt ngô của chúng ta ra. Và sau khi làm vỡ rồi thì nó sẽ đi qua cái hai cái mặt đá này nữa. Thì hai mặt đá này tiếp xúc với nhau, nếu chúng càng sát nhau như thế này thì có nghĩa đó là ngô chúng ta càng mịn. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta để xa hai mặt đá ra thì nó sẽ là ngô vỡ. Đấy, ngô vỡ hay ngô mịn thì tùy thuộc vào nhu cầu của chúng ta. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái lúm ở bên ngoài. Chúng ta sẽ đóng mặt lại, chúng ta sẽ nhìn thấy cái lúm bên ngoài. Thì cách sử dụng cũng đơn giản thôi. Khi chúng ta mà muốn ngô vỡ mịn, chúng ta sẽ xoáy theo chiều kim đồng hồ cho em. Khi xoáy xong chúng ta sẽ siết siết cái tròn tròn này cho em. Đấy. Siết chắc để giữ vị trí cố định của hai viên đá. Còn nếu mà chúng ta mà muốn nghiền ngô vỡ, ngô mạnh thì chúng ta sẽ lới hai viên đá ra. Bằng cách chúng ta sẽ lới cái vị trí này ra, chúng ta sẽ xoay ngược theo chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ siết vào. Đấy, vậy là ok. Thì năng suất bên đã đo được đối với sử dụng motor 2,2 kg của Toàn Phát thì năng suất nó sẽ rơi vào khoảng tầm độ trên dưới 3 tạ đối với ngô vỡ, còn ngô mịn nó rơi vào khoảng tầm độ 60-80 kg một giờ tùy theo cái độ mịn của chúng ta. Cái bu ly cối là có sẵn rồi nhé, nên các bác về không phải sử mua cái bu ly của cối, ta chỉ cần phải tìm motor và sử dụng bu ly của motor. Ta về thiết kế chân khung đơn giản thôi. Nếu bác nào có nhu cầu mua chân khung bên em cũng có thể bán luôn. Hoặc những bác nào mà có thể là về nhà tự thiết kế chân khung, bên em cũng có thể là giới thiệu kích thước, gửi hình ảnh bản vẽ quý vị và các bạn có thể là tự lắp đặt. Và một bộ cối như trên hình này sẽ có giá đó là 1.450.000, là giá là bao cước tận nhà rồi. Để chúng ta sẽ nhận được một cối, một phễu và một cặp đá sơ cua. Mọi thông tin đặt hàng các bác vui lòng liên hệ cho em theo số điện thoại đã lưu dưới.